1001 câu chuyện. Hello, xin chào tất cả các em đã đến với kênh 1001 câu chuyện. Và câu chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi bộ sticker mà có cái cây đũa phép thuật nè. Và có những cái hình dáng sticker rất là dễ thương luôn, như thế này nha. Bộ sticker này là mua nhân đồng, mua ở shop Dot Gibi. Đó, số điện thoại 0937899707 nha. Và với 3 sticker dễ thương như thế này thì câu chuyện của chúng ta sẽ là gì đây? Hãy cùng đón xem. Và câu chuyện kể về một cô công chúa sạch sẽ vô cùng luôn. Và công chúa tóc vàng và mặc một bộ váy màu hồng. Đây. Chào các bạn nha, mình rất ghét lại sự dơ bẩn, mình yêu thích sự sạch sẽ. Có bạn nào giống như mình không? Nhưng suốt ngày mình cứ gặp phải những cái chuyện rất là dơ bẩn luôn, bực mình lắm luôn. Các bạn cùng xem nè, đây là bàn trang điểm của mình, nhưng mà người hầu lau chưa có sạch, nó vẫn còn lấm tấm. Còn đây là chiếc giường xinh xắn của mình, nhưng ra gối vẫn chưa được dọn sạch sẽ nữa. Chỉ có cái bàn này thì mình thấy khá ổn. Người hầu đâu hết rồi, mau vô đây lau chùi bàn ghế, giường tủ lại cho ta, ta không thích dơ bẩn. Dạ thưa công chúa, em sẽ đi dọn liền. Đây cái bàn này nha, mình sẽ lau cho nó sạch nè, mình sẽ lau cho nó sạch nè, lau cho nó sạch nè. Sạch rồi công chúa ơi. Sạch gì mà sạch chứ, để ta kiểm tra lại xem. Người suốt ngày nói sạch nhưng ta lại không thấy sạch. Hả? Nhìn cái bộ tóc của nhà ngươi, cái màu tối thui, nhà ngươi có gọi đầu không mà sao tóc của nhà ngươi màu tối như vậy hả? Tóc của nhà ngươi coi chừng cũng dơ bẩn á, đi gọi đầu lại đi. Dạ em mới gọi mà, em làm tóc rất là đẹp luôn. Tối ngày nè xịt mấy cái keo ở trên đầu nè, dơ bẩn, đi ra khỏi phòng ta. Dạ. Cũng sạch rồi đó. Dạ còn gì nữa không? Không còn gì hết, ngươi chỉ cần đi gọi đầu cho ta là được, tháo tóc ra đi. Á mà để cái tóc như vậy dơ bẩn. Nhưng mà kiểu này là kiểu model mới luôn á công chúa. Cho em để đi nha, không có dơ đâu, em nói thiệt luôn á, đẹp mà, đúng không mọi người? Đẹp cái gì? Trời ơi nè, làm kiểu cọ, ta không thích đâu đó. Nhưng mà đảm bảo sạch, để ta rờ thử xem. Ừ, thôi cũng được. Ta đói bụng rồi đó, nhà ngươi đi lấy đồ ăn cho ta đi. Dạ, em đi liền. Hời, người hầu bây giờ hả? Nói là cãi sẹt vậy đó, điệu hơn công chúa luôn, làm tóc làm tay tùm lum hết. Dạ đây, kem của công chúa đã đến rồi đây. Ngươi làm gì mà nhanh dữ vậy hả? Có kiểm tra coi nó có sạch sẽ hay không đó. Đừng có làm ẩu quá đó. Dạ không, công chúa dòm đi, rất là sạch. Để ta hửi xem. Mùi thì thơm. Nhưng mà nè, ngươi dòm đi, nó bị chảy ra một miếng như thế này nè. Hả? Mất vệ sinh, ta không có ăn kem mà chảy ra dơ quá. Làm cái khác đi. Dạ, em đi đổi liền cái khác. Thấy không? Làm cái gì cũng phải lem lút như vậy hết á. Thật là khó chịu. Tên tên, đây công chúa ơi, kem hai màu nè, đẹp ơi là đẹp luôn á, mà ngon lắm, sạch sẽ lắm luôn á. Hả, để ta coi. Kem này á, nhà ngươi á, bỏ màu hơi bị nhiều rồi đó. Màu ăn không có tốt cho sức khỏe đâu, ta không có ăn kem gì đâu. Lấy kem nào mà đừng có màu á, nè, còn ba cái kẹo đồ nữa, độc hại lắm. Ta không có ăn mấy cái kem nhiều màu đâu. Nhà ngươi biết ta, chú ý sức khỏe và sự sạch sẽ rồi, sao cứ đem những thứ ta không thích gì không vậy? Dạ, tại thấy ngon mà, công chúa không ăn, em ăn đó nha. Cho ăn đó, nhưng mà cẩn thận, không thôi là sức khỏe không có tốt á. Dạ, thôi để em đổi kem khác cho công chúa. Hây, ta đói bụng lắm rồi, mau lên. Dạ. Hay là công chúa uống sữa hộp đi nha. Sữa hộp này á, chắc chắn luôn á, nó ở trong hộp, không có dơ đâu. Công chúa uống đi. Suy nghĩ nãy giờ, chắc sữa hộp là nó an toàn nhất luôn á. Đây, công chúa lấy đi. Sữa ngon quá à. Công chúa ơi, ở ngoài kia người ta tổ chức lễ hội vui lắm. Hay là mình đi lễ hội chơi đi nha công chúa. Em thấy công chúa suốt ngày ở trong nhà, buồn ơi là buồn lắm á. Mình đi chơi lễ hội nha. Lễ hội thì có gì vui chứ, đông người, ngột ngạt, mùi mồ hôi, hôi thối, bụi bặm, trời ơi, ồn ào nữa. Ta không thích tới những cái chỗ đó, ở trong nhà, trong phòng, sạch sẽ, mát mẻ, không thích hơn hay sao? Nhưng mà mình cũng phải đi đây đi đó chứ, em thấy công chúa suốt ngày ở trong phòng không à. Kệ ta, ta là công chúa, ta thích làm gì thì ta làm, nhà ngươi cứ lo việc của nhà ngươi đi. Hay công chúa cho em đi lễ hội nha. Lễ hội dành cho công chúa, sao nhà ngươi đi được? Em đóng vai công chúa, em đi lễ hội được không? Không, ta là một công chúa nổi tiếng sạch sẽ. Nhà ngươi bẩn thỉu như thế này, giả danh ta đi tới đó, ăn uống lem luốc, rồi người ta nói đây là công chúa dơ bẩn thì sao? Dạ không, em sẽ cố gắng giữ gìn sạch sẽ. Ta nói không là không, nhà ngươi thích đi thì tự mà đi, đừng bao giờ mạo danh công chúa sạch sẽ của ta. Hơi, vậy thôi, chào công chúa nha, em đi. Đi đi, cho căn phòng nó thoáng đãng sạch sẽ. Nhiều người chỉ tổ hôi thối thôi. Vậy là công chúa sạch sẽ suốt ngày ở trong nhà, không bao giờ bước ra ngoài, cũng như không bao giờ ra khỏi căn phòng này. Dù thật lòng có những lúc cô cũng muốn đi lễ hội, bởi vì lễ hội thật là vui mà đúng không? Vậy là khi lễ hội đến, và ở đó có rất là nhiều công chúa đến tham dự vui chơi, và cũng có cô người hầu đến tham dự. Xin chào các công chúa, hôm nay tôi được gọi đến đây để phục vụ các công chúa những món ăn ngon. Nào, nhạc hãy trỗi lên, các công chúa hãy vui lên. Chúng ta sẽ có một buổi dạ hội thật tuyệt vời, xin chúc mừng các công chúa. Trời ơi thật là đáng ghét, những con người ồn ào, xô bồ, dơ bẩn. Các con nhỏ người hầu đó, nhà ngươi mà dạ thì đừng có mà vô phòng của ta trước khi tắm rửa sạch sẽ. Thật là khó chịu quá đi. Bất chấp sự khó chịu của công chúa sạch sẽ, mọi người vẫn vui vẻ vô cùng. Yeah. Vui quá. Nào mình cùng hát lên.
cùng nhảy, mình cùng múa, ăn nè, đèn nè, trời vui quá à. Hiếm khi nào mà có được một buổi tụ tập vui chơi như thế này nha. Toàn là thích ăn ngon, toàn là những người đẹp. Chúng ta hãy thưởng thức cuộc sống của mình nào. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì các công chúa biết không? Để gió cuồng đi. Tuy tôi không hát hay, nhưng tôi rất là vui vẻ và yêu cuộc sống này. Nào chúng ta hãy thoải mái lên, hãy hát vui lên nào. Hãy sống thật vui từng giây từng phút các bạn ơi. Oh yeah, cục xì dầu ok lắm. Xì dầu ok lắm, cục xì dầu ok lắm. Xì dầu ok lắm, cục xì dầu ok lắm. Yeah 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 yeah. Bây giờ thì mình ăn kem, dù ly kem có chảy một chút nhưng mà vẫn ngon. Ngon 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 ngon. Yo, ăn kem thôi các bạn ơi. Chúng ta sẽ ăn tất cả nào. Mình sẽ ăn cái donut xấu xí này. Tuy xấu xí nhưng mà cũng ngon. Đừng có quá cẩn thận, đừng có quá sạch sẽ, sẽ phí mất những ngày vui vẻ. Nào, donut donut muôn năm. Chập 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 xìn ngon quá. Còn tôi sẽ ăn hết cái mớ này luôn, cái mớ sandwich tuyệt vời này. Trong khi mọi người vui vẻ thì công chúa sạch sẽ ở nhà rất bực bội. Hơi ồn ào ghê luôn á. Trời ơi, bó tay mấy người này luôn á. Cũng là công chúa mà sao không được sạch sẽ như mình ta. Ăn uống bất chấp, cái gì cũng ăn hết, không sợ đau bụng hay sao á. Hơi, mấy người này thiệt tình luôn á nha. Ăn uống mà nhảy nhót hét hò, mồ hôi một cây đổ lum hết à. Cách xa một bức tường rồi mà mình vẫn còn nghe hôi á. Khó chịu ghê luôn, ồn ào nữa chứ. Ước gì mấy người này giải tán nhanh nhanh đi. Dễ hả, thế nào cũng bị đau bụng hết cho mà coi. Rang, và bây giờ đã là 9 giờ rồi. Xin mời các công chúa chúng ta cùng về tắm rửa sạch sẽ và nghỉ ngơi nha. Không được ăn nhiều quá, chỉ được ăn vừa đủ thôi, như vậy là được rồi. Ok, chúng ta là những công chúa xinh đẹp, vui vẻ và chừng mực nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng về hẹn gặp lại ở một mùa lễ hội khác. Hoa đẹp quá. Chúc các công chúa an lành. Mấy người đó giải tán rồi. Mừng ghê á, thấy cũng vui nhưng mà không biết có vui thiệt không nữa. Mình á chưa bao giờ tham gia một cái lễ hội như vậy hết luôn á. Bởi vì á hả, mình rất là sợ dơ bẩn và mình sợ ăn những đồ ăn không vệ sinh á thì nó sẽ đau bụng á. Nhưng mà thật sự á cũng thấy mấy bạn nó vui ghê á. Các công chúa ơi, có nghe không? Công chúa sạch sẽ nói là cũng thích chơi vui á nhưng mà sợ đau bụng. Các công chúa hãy rủ công chúa sạch sẽ qua chơi đi. Sạch sẽ ơi, qua chơi với tụi mình đi. Ăn bánh ngon cùng tụi mình nè, không đau bụng đâu. Đúng rồi, không đau bụng đâu. Thôi, tôi chỉ nói giỡn vậy thôi, khuya rồi, 9 giờ rưỡi 10 giờ rồi, giải tán đi, về đi, kẻo đau bụng hết đó. Thì giải tán, tại vì ha, tụi em chỉ tiếc cho công chúa suốt ngày chỉ ở trong phòng, không biết tham gia cuộc vui là gì hết, sống như vậy, buồn lắm á. Còn bây giờ thì tụi mình giải tán thôi, bye bye. Người hầu, ngươi đã về nhà chưa? Dạ, em về rồi, ý công chúa gọi em có gì không? Quên nữa, xe, ta ra, nhà ngươi đi tắm rửa đi, mới đi lễ hội về, da bẩn, đi, tắm rửa thay đồ đi rồi hẳn được vào phòng ta. Dạ, công chúa làm thấy ghê quá, để em đi thay đồ. Rồi, em đã tắm rửa sạch sẽ lắm rồi đó. Rồi, công chúa gọi em có gì không? Ta hỏi thiệt nha, là đi lễ hội như vậy thì có vui không? Dạ, vui lắm công chúa, bữa nào công chúa đi một bữa đi. Nói thiệt là ta cũng thích đi, nhưng mà ta sợ dơ lắm, sợ bệnh lắm. Bao nhiêu người ta đi có sao đâu, bao nhiêu người ta ăn có chết đâu. Công chúa lo quá, suốt ngày ở trong phòng, em thấy tội nghiệp cho công chúa luôn á. Nhưng thật sự, ta rất là sợ luôn. Bệnh thì đã có thuốc rồi, công chúa ở nhà hoài cũng đâu chắc là sẽ khỏe được hoài đâu. Nhưng ít nhất là ta không có bị bệnh nặng. Ngươi thấy không, từ nhỏ tới lớn ta rất là ít bệnh luôn. Nhưng mà nếu công chúa bước ra ngoài là công chúa sẽ bệnh nặng đó. Người ta sức khỏe như vậy, bước ra ngoài làm gì mà bệnh nặng. Không tin, công chúa thử bước ra ngoài một lần đi. Rồi, ta sẽ cá độ với nhà ngươi nha. Rồi, đi nào. Đây, vắng vẻ mọi người hết rồi nè. Ta sẽ leo lên nè. Hoa thơm quá, gần có mà bệnh rồi. Ta lúc nào cũng sạch sẽ hết á. Được rồi, để rồi xem nha, chúng ta cùng đi về. Ok, cùng đi về. Ta thật bất ngờ, chỉ ra ngoài một chút xíu thôi, đến chiều ngày hôm sau thì công chúa đỡ bệnh. Sao kỳ vậy ta? Nào giờ, ta đâu có bệnh đâu. Con nhỏ người hầu nó rủ ta ra ngoài. Bây giờ làm cho ta đổ bệnh luôn rồi. Lấy thuốc cho ta, người nhớ lấy nước sạch cho ta uống nha. Và đây sữa của công chúa, công chúa uống đi nha, uống chung với thuốc cho mau khỏi. Cũng tại nhà ngươi đó. Cũng tại nhà ngươi rủ ta ra ngoài, bây giờ ta mới bệnh nè. Khó chịu quá à. Tại công chúa muốn cá độ với em là công chúa ra ngoài, công chúa sẽ không bệnh, công chúa khỏe mạnh nè. Ừ, mà sao ngộ vậy ta? Nào giờ, ta ở trong phòng, người ta không có vi trùng, vi khuẩn gì hết, ta rất là khỏe mạnh luôn. Nhưng sao mới bước ra ngoài một chút xíu đã bệnh. Còn nhà ngươi á hả, ăn uống không sạch sẽ nè, đi tùm lum tùm la hết mà lại không bị bệnh. Rất là đơn giản, bởi vì em đã có sức đề kháng, đã có thể giống như cơ thể em nó biết tự bảo vệ khi mà đi ra nắng nè, ra gió nè, ăn những đồ ăn mà nó không quá sức
dơ là không có sao hết. Còn công chúa kỹ quá, cho nên bây giờ chỉ một cơn gió nhẹ qua, chỉ một con vi khuẩn nhỏ thôi, công chúa cũng sẽ bị bệnh đó. Ờ, ngộ vậy đó hả? Thiệt mà, công chúa ở trong nhà, công chúa không có đọc báo, công chúa không có tìm hiểu gì hết, cho nên công chúa không có biết, không phải là mình ở trong nhà suốt ngày là như vậy là tốt cho sức khỏe đâu, đúng không mọi người? Có vụ này luôn hả? Ngươi đọc ở đâu? Thì em nghe những công chúa khác nói nè, em ra ngoài em gặp nhiều người, người ta nói cho em và em thấy tất cả những người đó không có dễ bệnh như công chúa. Công chúa, một chút xíu là đã bệnh rồi, thấy không? Ừ ha, cũng có thể á. Nào giờ ta chỉ ở trong phòng thôi à, không có đi đâu hết á. Cho nên người của ta nó rất là yếu ớt. Nắng một chút cũng bệnh, mưa một chút cũng bệnh, gió một chút cũng bệnh, ăn cái gì mà nó hơi lạ một chút cũng bệnh luôn. Thấy chưa, kỹ quá cũng đâu có tốt đâu. Mình đừng có ở dơ quá, mà mình cũng đừng có sạch sẽ quá. Mình phải cân bằng cả hai thì mới tốt công chúa ơi. À, vậy là cũng một bài học đó ha. Các bạn ơi, các bạn thấy người hầu của mình hôm nay á đã giúp cho mình hiểu ra một việc cũng rất là ý nghĩa. Đó là mình sạch sẽ quá cũng không tốt, kỹ quá cũng chưa chắc là tốt. Mình phải biết nói chung là hài hòa cuộc sống, dung hòa với mọi người, cho cơ thể nó có sức đề kháng. Cảm ơn người hầu. Không có gì, lần sau công chúa nhớ đi chơi với tụi em nha. Ôi, nhưng mà ta sợ lắm. Cố lên, cố lên. Các bạn ơi, nếu thấy mình nói đúng thì nhớ cho mình một like và nói công chúa là nên đi chơi một chút xíu đi nha. Đi chơi nhiều thì không tốt, nhưng đi chơi một chút xíu cho khoai khỏa thì cũng tốt mà. Đừng như công chúa, suốt ngày ở trong nhà, chán ơi là chán luôn, đúng không? Ta thì thấy cũng ổn mà. Mọi người thấy cách sống của ta có ổn không thì cho ta một like nha. Còn video đến đây là kết thúc rồi, hẹn gặp lại ở video sau nha. Đó, bạn nào thích công chúa suốt ngày ở trong phòng thì cho một like, còn bạn nào thích suốt ngày đi chơi giống nhỏ kia thì cho một dislike. Nói giỡn thôi. Chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe nha. Có thể là sạch sẽ như mình, hoặc có thể là đi chơi một chút xíu, không biết là cách nào tốt hơn. Nhớ giúp công chúa một ý kiến nha, để lần sau không biết mình có nên đi lễ hội không nữa. Nhớ cho mình lời khuyên nha. Bye bye, hẹn gặp lại ở video sau.